Chào các bạn, mình là Thành. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn lại một số bạn chưa biết cách để tải cài đặt game Dragon Ball Xenoverse. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đơn giản nhất bạn có thể tải và đặt được. Thì đầu tiên là các bạn vào link này, đặt link trang này để lấy được cái link download. Mình hướng dẫn, mình vẫn khuyến khích các bạn sử dụng torrent. Torrent rất là đơn giản và đơn giản và hiệu quả. Các bạn nhấn vào đây để tải được cái file torrent. Sau đó các bạn cần phải có DLC 3 AP6 ở đây, nên giờ nó là media file. Các bạn chỉ cần hai cái này thôi. Ok, sau khi tải xong thì các bạn sẽ có được cái file torrent nhé. Vừa định là file torrent đây rồi, file torrent này. Và các bạn cần có một phần mềm, nó là BitTorrent nữa. BitTorrent kích, chỉ việc kích đúc vào cái này thôi. Đó, 9.82GB này. Các bạn chọn ổ lưu nhá, nhấn OK. Rồi, nó sẽ tự download về cho các bạn. Nhanh hay chậm là do tốc độ mạng của các bạn. Thường thì nó, các bạn nào mạng nhanh ấy, thì nó download rất là nhanh thôi, 1-2 tiếng gì đây. Sau khi download xong thì các bạn sẽ có được cái file cài đặt. Đây, cài đặt đây. Rất nhiều lựa chọn để các bạn thể cài đặt. Các bạn có thể giải nén này, măn này, măn tụt lời với gì này, dùng Ultra Hero nhé các bạn. Đó, rồi các bạn vào ổ đi ảo này, có file cài đặt. Rồi các bạn nhấn vào setup, cứ lách lách dần dần thôi là sẽ được. Điều quan trọng là sau khi tải game các bạn nhớ check crack. Đây crack đấy, mình crack vừa nãy mình bảo các bạn tải đấy. Check vào này, check các cái mục này trước này. Đây, từ data 2 đến cái này, sau đó các bạn check crack sau để vào. Khi các bạn đây, khi các bạn chơi, các bạn chỉ việc nhấn vào cái này để chơi. Của mình là mình chép crack online nên là sau nó sẽ cách chơi, cách để mở game hơi khác, chứ mình phải dùng cái này để mở game. Cách tải cài đặt cũng khá đơn giản thôi, mà mình cũng đã viết ở cái trên page của Dragon Ball Xenoverse. Thì nếu mà chưa biết thì vào xem cái này xem. Chúc các bạn thành công. Nhớ lấn like. Bạn nào thấy hay thì hãy đi theo, nhấn vào nút theo dõi kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn, chúc bạn có thể thành công.